Chào Lê Nguyễn Bảo. Chào bé. Ôi trời ơi, cuộc đời ơi. Ngắm hoa lệ rơi. Dạ. Không bao giờ cách xa. Bây giờ đi chỗ nào nhỉ? Bây giờ đi hát karaoke nhỉ, cho nó máu nhỉ. Có ai đi hát karaoke không nhỉ? Chị Lan ơi, đi hát karaoke không? Toàn bả của Phây rồi chứ đừng nói là nghiện không. Chị hết hít heroin cả ở trên Phây rồi, đừng nói là nghiện không thôi em ơi. Xây trong hạnh phúc. Bia nào, bia ôm đi, bia ôm thôi. Mẹ ngày thì làm như trâu như chó, tối lại tìm thấy một mảng tối đen xì. Tại sao cuộc đời tôi lại khốn khổ và khốn nạn thế này? Ngày thì cười toe toét bán hàng kiếm tiền như một con trâu, như một con chó. Tối tôi lại tìm thấy mù mảng đen u buồn của cuộc đời và dìm mình trong những chai bia, chai rượu. Có thiết bị ở trên xe mà. Hay dài ơi. Vì giận nhau nước mắt em cứ rơi thật nhiều. Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này. Đừng rời xa anh. Em nói đi, em rất yêu anh. Mở mẹ cửa xe toang hết cả ra. Xong rồi mở trên. Đó ước mơ. Bật nhạc to hết cỡ lên. Sẽ hạnh phúc sống như bao người. Một người yêu em làm sao. Một người bên em mỗi khi. Mà giờ đây, nước mắt anh đã rơi rồi. Thật ra anh đâu có muốn chia tay như vậy. Chỉ còn riêng anh.
rơi thật nhiều. Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này. Đừng rời xa anh, nói đi em sẽ như anh. Những ngày cuộc sống không như anh đã mơ, một tình yêu sẽ hạnh phúc sống như bao. Mơ ước của tôi đây. Hôm nào tôi cũng bán gốm để thực hiện niềm mơ ước của mình. Căn nhà này chính là mơ ước của tôi. Sẽ phải mua căn nhà này. Hôm nào tôi cũng ngắm, đứng đây ngắm cho bọn bảo vệ. Đến là vừa. Đó. Ây à, lại ra đi bảo vệ ơi. Hôm nào tôi ngồi đây tôi ngắm. Đó, mơ ước của em đơn giản là chỉ là thế thôi. Hôm nào em đi ra đây ngắm. Cứ mơ ước đi, tội gì. Eco Park. Tôi đã từng mơ ước mua được một chiếc xe đủ đóng tiền học cho con thôi. Thì tôi đã đủ. Trường con tôi học hai đứa ở trường quốc tế, mỗi tháng chục triệu. Mơ ước mua được chiếc xe máy đầu tiên phần thưởng của mình. Mua được. Mơ ước mua được cái ô tô phần thưởng cho mình. Mua được. Tự tay tôi, không phải xin ai hết, mua được. Và rồi mơ ước có một cửa hàng tên Paula Gốm ra đời. Nhưng rồi đang làm thì người ta vùi dập đến mức phá hoại nó, ném phân vào mặt nó. Rồi tôi mơ ước mua được căn nhà
nhỏ để hai mẹ ba mẹ con tôi chui có chỗ chui tránh mưa tránh nắng. Tôi mua được căn nhà mơ ước của tôi, đó là một căn nhà chung cư. Và rồi bây giờ tôi mơ ước một nơi không gian thoải mái để tôi trang trí gốm, những sản phẩm gốm của mình. Thì tôi lại mơ ước một biệt thự có một hòn đảo thơ mộng. Là con người mà ai cũng có ước mơ, chẳng biết là ước mơ đó có đạt được hay không, còn sức khỏe hay còn có sự may mắn để đạt được hay không, nhưng cứ là ước mơ, cứ là ước mơ là đã thấy có niềm tin vào tương lai rồi. Con người phải có ước mơ, phải có những hoài bão và dự định cho tương lai. Một ngày nào đó tôi sẽ tự tay mua được ngôi nhà thơ mộng đó. Triệu đô đấy, trời ơi, chắc tôi chết. Triệu đô, ngôi nhà triệu đô ơi. Mơ ước, mơ ước chỉ là ước mơ. Nhưng chẳng ai cấm được tôi mơ ước cả. Tôi phải mơ ước. Chẳng ai cấm được ước mơ của các bạn hết. Tôi tưởng dường như là tôi chẳng làm được cái gì. Rồi những cái ước mơ của tôi hiện thực nhá. Đủ đóng tiền học cho con, đủ. Mua được một chiếc xe máy, tôi mua một chiếc xe máy đầu tiên. Mua một chiếc ô tô, mua một chiếc ô tô. Làm một cửa hàng Paula gốm, tôi được làm một cửa hàng Paula gốm nhưng mà bị người ta vùi dập. Ước mơ mua được căn nhà, tôi mua căn nhà chung cư. Còn bây giờ là ước mơ gì nữa đây? Ước mơ, ai cũng có những ước mơ. Ước mơ liệu một mình độc chiến của tôi có làm được những ước mơ không? Có làm ra lịch sử lần nữa không? Một người phụ nữ độc chiến một mình đấu với cả thiên hạ như tôi, trong khi bị cả một cơn lốc bão đẩy vào mặt mình, liệu tôi có gồng mình lên để thực hiện những ước mơ của mình không? Người ta đã phá hoại cửa hàng Paula gốm của tôi, thì cửa hàng tiếp theo thì tôi phải làm cho ra làm. Ước mơ, tôi có những ước mơ, những hoài bão lớn của cuộc đời. Tôi lại còn đã có từng, tôi đã từng nghĩ có một ước mơ, tôi mua một miếng đất thật to, tôi xây đủ các căn phòng, rồi có những người phụ nữ đơn thân khổ tôi sẽ đưa về nhà ở. Đúng là ước mơ. Tôi còn có những ước mơ là tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua một mảnh đất thật to và xây nhà. Sau đó là những chị em mà nghèo khổ tôi sẽ đưa về nhà bán gốm cùng tôi hết. Ôi giời ơi, ước mơ ơi là ước mơ ơi. Mẹ hầm mẹ nó rồi. Hầm nặng lắm rồi đây này. Không phải hầm bình thường đâu mà hầm nặng lắm rồi. Tôi điên rồi mà tôi lấy chồng. Mẹ muốn cưới tôi cũng đéo cưới được, thì đừng nói. Mơ ước. Ai xa ơi, chẳng lẽ bây giờ vào đình này thắp hương cái để mơ ước được trở thành hiện thực cái. Đời này lắm người vùi dập quá. Ước mơ, nhưng thế đéo nào bây giờ ước mơ của tôi là được đi đáy bậy thì tôi phải đi đáy bậy phát đã. Kể còn mẹ nữa, ước mơ tắt đèn đi đáy bậy kìa đã. Lúc say hay lúc tỉnh tôi cũng chí thích đi đáy bậy.
kiểu đeo đỗ đây cũng không anh nào nhìn đâu. Tắt đèn đi đã. Niềm sung sướng nhất là bây giờ được đi đấy vậy. Ôi trời ơi, cái lão kia đứng đi nhanh lên để đi đáy bậy cái. Lệ hồn, đi bộ gì mà cũng lâu. Đấy. Ôi trời ơi. Đời các những đứa khốn nạn với mình. Đời các những đứa khốn nạn mình lại phải sống khốn nạn với đời. Đời lắm đứa khốn nạn với mình phải sống khốn nạn lại với đời. Ôi anh ơi, anh đi bộ gì hai vòng liền quanh đây chứ anh. Anh đi một vòng thôi chứ em buồn lắm rồi mà em. Anh cứ đi quay lại đi. Ôi trời, bỏ mẹ bắt chàng ấy. Ổn chỗ này đông quá. Không ổn chỗ này đông quá. Đù má thật. Chỗ này đông quá. Chết cha rồi. Chết cha rồi. Ôi trời ơi, chết rồi. Toàn dặm thôi. Ôi cái gì nó ngứa lắm. Ôi cái gì nó ngứa lắm này. Nó đâm hết vào mọi người rồi. Không có ai rồi. Phải đi đi xuống hết. Không có ai rồi. Đâm cho nát mông. Cái gì đây? Rồi. Chết rồi. Ôi trời ơi. Toàn những ui rồi ôi thế này thì chết rồi. Cái gì đây nhỉ? À cái này như là cái gì nhỉ?
như như ui rồi thế nào đau thế nè. Giờ này vẫn còn cỏ lau này á. Giờ này vẫn còn cỏ lau này á. Uầy. Chết rồi, chết rồi. Uầy. Uầy. Ôi. Lần này thì tha hồ hay rồi. Nát mông. Lần này tuyên bố là nát mông rồi. Lần này em tuyên bố là nát mông rồi. Chưa, ngứa quá. Gì? Thế mới nói đời. Tại vì em xinh đẹp hơn họ, họ chửi em. Cho họ chửi. Là tại vì họ không bằng em, họ mới chửi. Những đứa nó bằng em, nó có chửi em đâu. Những đứa hơn em, nó có chửi em đâu. Toàn những đứa kém hơn em, nó chửi em. Việc đấy đơn giản chứ mày hỏi. Những đứa ấy, nó không bằng em, nó mới chửi em. Còn những đứa hơn em, thì nó có chửi em đâu. Chị có thấy không? Toàn những cái đứa hèn kém thì nó mới chửi em. Còn đứa nào mà nó hơn em, nó có chửi em đâu. Đúng không? Chị hỏi thế không hỏi. Đúng không? Thôi về. Lượn ngay chứ chỗ này mà đi đáy bậy ạ, phạt tiền nặng đùa. Mẹ đi đáy bậy chứ đi đâu con, đi ngoài đấy, đi ở vỉa hè tí nữa nó mới vui, ở trong nhà rồi nó không được vui, ra ngoài đường đi đi thế nó mới vui, đi thế cho bọn chó nó có cái nó sủa. Không phải mình lại cứ không làm cái gì, mình cứ ngoan quá mà nói không có gì sủa để nổi tiếng hơn ạ. Cứ phải làm mấy trò kỳ quặc đấy để cho chúng nó sủa vì đã. Tí nữa với mấy đứa bát chàng mẹ đi đi tập thể dục kiểu nào cũng kiểu nào cũng nhậu đâu mà nhậu, mẹ chỉ đi uống thôi chứ không nhậu.
Tràng, lâu lắm rồi về làng Bát Tràng. Lâu lắm rồi về Bát Tràng. Đời sao lắm chó thế nhỉ? Chó, nhốt chó vào cái em cắn đau quá. Rồi.